Xin chào bạn đọc của Ban Điện tử Giang Trí. Chào mừng bạn đọc đã quay trở lại với chuyên mục Sức mạnh số. Bạn đọc thân mến, lò vi sóng tuy là một vật dụng quen thuộc và hữu ích đối với mỗi gia đình, tuy nhiên thiết bị tưởng chừng như lành tính này sẽ có khả năng cao là bốc hỏa và phát nổ nếu như mà người dùng cho những thứ này vào bên trong. Đầu tiên đó là vật dụng kim loại. Không chỉ là không được cho vật dụng kim loại vào bên trong lò vi sóng đâu, mà người dùng còn cần phải để cho những vật dụng này tránh xa khi mà lò đang hoạt động. Kiên kỵ nhiều như vậy là bởi vì sóng vi ba của lò vi sóng không xuyên qua được kim loại mà sẽ bị phản xạ lại vào thành lò, làm cho nóng xung quanh và dẫn đến cháy nổ, hư hỏng lò và có thể là gây bỏng hoặc là bị thương đối với những người xung quanh nữa. Thứ hai đó chính là giấy bạc, túi giấy và túi ni lông. Các chuyên gia khuyên rằng là chúng ta không nên sử dụng giấy bạc ở trong lò vi sóng. Lý do thì cũng tương tự như là các vật dụng kim loại. Sóng vi ba không thể nào xuyên qua được các lớp giấy bạc, tạo nên các tia lửa điện tóe lên dễ làm cho lò bị cháy. Bên cạnh đó, việc cho các loại túi giấy, túi ni lông hay là giấy báo vào lò vi sóng cũng không được khuyến khích. Ở nhiệt độ thấp của lò vi sóng có thể là chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, nhưng mà khi chúng ta sử dụng lò vi sóng ở chế độ nhiệt độ cao thì những loại túi giấy hay là túi ni lông sẽ tỏa ra những chất khí độc hại hoặc là có thể bốc cháy nữa. Thứ ba đó chính là hộp nhựa, các đồ dùng bằng nhựa. Đồ ăn nóng khi mà được cho vào hộp nhựa hoặc là những đồ dùng bằng nhựa thì rất là có hại cho sức khỏe. Như mình nghĩ là chắc là bạn đọc cũng đã biết về vấn đề này. Hơn nữa, đôi khi mức nhiệt quá cao còn khiến cho nhựa bị nóng chảy và gây nguy hiểm cho chúng ta nữa. Việc cho hộp nhựa hoặc là những đồ vật bằng nhựa như là bát nhựa, thìa nhựa hay là đĩa nhựa v.v. vào lò vi sóng thì cũng gây ra cái hậu quả tương tự, thậm chí là còn nghiêm trọng hơn nữa. Vì vậy, bạn chỉ có thể bỏ đồ nhựa vào lò vi sóng nếu như mà đồ nhựa đó được dán nhãn là an toàn đối với lò vi sóng thôi nha. Hoặc là chúng ta nên sử dụng tối đa là 3 phút ở trong lò và không nên để lâu hơn. Và lưu ý là khi dùng ở trong lò vi sóng cũng không được đóng nắp hộp nhựa lại đâu nha. Thứ tư đó chính là bình giữ nhiệt. Những loại bình nước mini nè, bình giữ nhiệt nè thì thường được làm bằng thép không gỉ. Chất liệu này sẽ ngăn hơi nóng của lò vi sóng tiếp xúc với chất lỏng ở bên trong, thậm chí là còn có thể làm cho lò bị hỏng hóc nữa. Vì vậy, bạn tuyệt đối là không nên cho bình giữ nhiệt vào lò vi sóng để tránh làm hư hỏng lò hoặc là gây ra những hậu quả khôn lường nha. Thứ năm đó chính là trứng tươi. Trứng tươi thì hoàn toàn có thể cho vào lò vi sóng và chế biến. Tuy nhiên, đó là khi mà chúng ta đã đập vỏ trứng và cho trứng vào trong bát hoặc là trong đĩa rồi. Tuyệt đối là không được cho trứng tươi nguyên vỏ vào lò nha. Khi mà cho trứng tươi còn nguyên phần vỏ cứng vào trong lò vi sóng, nhiệt độ cao ở trong lò sẽ làm cho không khí trong trứng giãn nở, dẫn đến lớp vỏ ở ngoài bị giãn ra theo, khiến cho quả trứng bị nổ tung. Làm như vậy thì không chỉ khiến cho trứng bị văng tung tóe, nguy hiểm bẩn nhà, mà còn gây ra nguy cơ cháy nổ cho lò rất là cao nữa. Vừa rồi là 5 vật dụng mà Nhật Quỳnh nghĩ là nếu như mà chúng ta bỏ nó vào lò vi sóng thì sẽ gây ra nguy hiểm khôn lường. Không chỉ 5 vật dụng này đâu, ngoài ra Nhật Quỳnh còn tìm hiểu và biết được thêm 5 vật dụng khác cũng gây nguy hiểm không kém. Tuy nhiên, 5 vật dụng này thì chúng ta sẽ cùng nhau nói tiếp và tìm hiểu ở video lần sau trên Sức mạnh số của Giang Trí nhé.